Trong video này mình xin tính giới thiệu đến quý vị đó là một cái lưới chống ruồi muỗi côn trùng vào ban đêm mà ở những cái nhà phố biệt thự mà khi muốn mở cái cửa sổ để lấy gió tự nhiên nhưng mà trong nhà là có ánh điện sợ côn trùng bay vào thì cái lưới chống ruồi muỗi này nó hỗ trợ một cách rất là hiệu quả. Bây giờ mình xin đi vào chi tiết để cho quý vị được rõ hơn. Thì đây là một cái cửa sổ thông thường cho một cái nhà phố hay biệt thự gì đó. Cái này dạng cửa sổ này là cửa sổ lùa hai cánh và cộng một cái khung chớp cố định ở trên. Thì bây giờ mình sẽ đi vào quay chi tiết về cái khung lưới ruồi chống côn trùng, mình sẽ quay chi tiết càng gần để quý vị sẽ rõ hơn. Và đây cái hình caro này chính là cái lưới ruồi inox này. Lưới ruồi này để chống ruồi muỗi côn trùng, khi ban đêm mà sợ côn trùng ở bên ngoài thấy ánh điện sáng trong nhà nó bay vào. Thì cái này phía bên này là một cái cửa sổ, đây là một cái con chốt, và khi mình lùa cái cửa sổ ra như thế này thì cái khoảng trống này là cái khoảng trống mà gió tự nhiên ở bên mà ngoài nó sẽ đi vào bên nhà, nhưng mà cộng theo là ruồi muỗi và côn trùng nó thấy ánh điện nó sẽ bay vô. Thì cái giải pháp đó là mình sẽ kéo cái lưới ruồi inox hình tượng phía trong mình chắn lại, gió nó vô tự nhiên nhưng côn trùng nó sẽ không vào được. Trong cái video này mình quay thì để cho quý vị sẽ nắm hơn, có nhiều sự chọn lựa hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.